thứ hai tuần 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thế nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, và này, cái đà đang ở trong mắt ngươi? Đồ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi. Suy niệm. Chúa Giêsu chỉ ra những nguy hiểm của tính tự mãn trong con người. Tự mãn là lấy bản thân làm chuẩn mực, xét đoán người khác. Ma quỷ có thể dùng cả những việc đạo đức để biến con người thành tự mãn. Tôi đạo đức hơn ông này bà nọ. Chớ xét đoán để biết mình cũng cần được Chúa chữa lành và tha thứ. Chớ xét đoán để thông cảm với người khác và giúp họ cùng hướng về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp gia đình chúng con tỉnh thức trước những cám dỗ của ma quỷ về tính tự kiêu tự đại, để chúng con vững bước trên đường nên trọn lành.